lịch thi đấu World Cup 2018, các trụ cột của Croatia ở giải này đều đã 30 tuổi. Ivan Perisic 29 tuổi, Dejan Lovren 28, Ivan Zikic 30 tuổi. Luka Modric và Mario Mandzukic cùng 32. Không còn nhiều cơ hội cho họ. 2 năm nữa ở Euro 2020, cùng lắm thì Lovren hay Perisic có mặt trong đội hình chính. Khó đòi hỏi Zikic, Modric hoặc Mandzukic còn thi đấu ở phong độ đỉnh cao. Chính vì vậy, NSM Croatia rất kỳ vọng ở World Cup lần này. Các ông lớn Argentina, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức đã bị loại, thử thách cho Croatia giảm đi đáng kể. Hơn nữa, Croatia rơi vào nhánh đấu dễ nhất. Ở tứ kết, họ gặp Nga. Nếu vào bán kết, họ gặp Anh hoặc Thụy Điển. Nhánh này dễ hơn nhiều so với phần còn lại của Uruguay, Pháp, Brazil và Bỉ. Vẹt Natasa dự đoán trận Nga-Croatia, đang tải video vui lòng chờ trong giây lát. Ở quê nhà, Miroslav Lajovic, SLV đã đưa thế hệ đồng của những Súp A và Bác An giành vị trí thứ 3 World Cup 1998, thậm chí muốn nhiều hơn thế. Nhớ lấy lời tôi, Croatia sẽ vô địch World Cup, ông trả lời cánh phóng viên. Chúng tôi sẽ đánh bại Brazil ở chung kết, và đây không chỉ là nhận định của tôi, mà còn của rất nhiều đồng nghiệp trên khắp thế giới. Truyền thông Croatia những ngày qua dành nhiều thời lượng so sánh thế hệ đồng với thế hệ vàng. Tất cả cùng một nhận định, Croatia chưa bao giờ ở vào tình thế thuận lợi đến vậy. Đúng 20 năm sau France 98, đội tuyển Croatia mới lại vượt qua vòng bảng một kỳ World Cup, hơn nữa, đã vào tứ kết, và trước mặt là đường phẳng. Mỗi khi Croatia thi đấu, các con phố chính đông nghịt người, các quán bar dựng các màn hình lớn, người dân mặc áo màu cờ của đội tuyển, những chiếc xe hơi sơn hai màu đỏ trắng Croatia, đội bóng có lực lượng vào loạt tốt nhất World Cup, dù thật trọng cũng tin vào vận mệnh của mình. Trung vệ kỳ cựu Lovren nói, chúng tôi có thể làm tốt hơn thành tựu của thế hệ 1998. Zikic thì trả lời, ơn trời, Croatia có thể đạt được thành tích tương tự, thậm chí tốt hơn. Tôi sẽ không nói để đội bóng chịu thêm sức ép, chúng tôi đang tận hưởng giải đấu. Sau 20 năm, người ta mới nói về DT Croatia với thái độ tôn trọng thế này. 13 cầu thủ của Nga và Croatia sẽ bị treo giò ở bán kết nếu nhận thêm thẻ vàng đêm nay. Croatia có 8 cầu thủ là Zaonvic, Koluka, Itvazi, Mandzukic, Erzka, Zikic, Zepic và Veselko. Nga có 5 cầu thủ là Gajinski, Gonzovin,